Cập một phát ở đây này, sốc luôn. Đầu mình đang rất là ngứa luôn ấy. Ui nó cứng thật chứ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thử một sản phẩm mình thấy rất là hot ở trên Shopee. Cái này thì mình đã xem một vài bạn review ở trên Instagram rồi, nhưng mà không biết là hiệu quả nó như thế nào, bởi vì giá của nó rất là rẻ. Cái này là kẹp phồng chân tóc và giá của nó chỉ có 7.500 đồng một chiếc. Và mình đã mua cả hai chiếc để kẹp vào hai bên. Hôm nay là đầu mình đang là đầu sạch này, và mọi người thấy là cái phần chân tóc của mình nó rất là ít tóc ấy, và tóc mình là tóc tơ nên là thường nó sẽ xẹp xuống. Hy vọng là với cái này thì mình sẽ không phải sử dụng đến những cái sản phẩm nhiệt như là kẹp dập xù chân tóc nữa. Yeah, và bây giờ chúng ta sẽ xem là cái này dùng như thế nào nha. Ở đây ảnh mẫu nhá, là mình nhìn thấy bạn ấy kẹp là cái phần này nó sẽ lên trên này. Mình sẽ lấy một ít tóc ở đây. Như này đúng không ta? Chắc là mình sẽ để cái này ở trong trên tóc khoảng 30 phút đi. Xong rồi tí nữa mình sẽ quay lại, mọi người sẽ xem là cái chân tóc này nó có phồng lên được không nhá. Vâng. Và đây là tóc của mình sau... Bây giờ là rất nhiều tiếng sau đó rồi mọi người ạ. Và mình cũng đã tháo ra tháo vào rất nhiều lần rồi. Bây giờ mình cho mọi người xem nhá. Sau khi mà mọi người kẹp nó lên ấy thì nó sẽ như nào. Đây, tức là nó sẽ kiểu hơi gập ở chỗ cái phần mà mọi người kẹp một tí. Và thật sự là nó có phồng nha. Nó có phồng. Nhưng mọi người biết sao không? Mình thấy là cái kiểu phồng của nó ấy sẽ không được đẹp. Mọi người nhìn thấy không? Gập một phát ở đây này, xong rồi cả cái phần trán của mình nó sẽ bị dơ hết ra ấy. Và nó phồng kiểu không được đẹp ấy, kiểu nó cứ bị cái tóc ở chỗ này này. Và nó sẽ không giữ được cái chỗ phồng này quá lâu đâu, nó chỉ giữ được khoảng tầm 15-20 phút. Thế xong rồi ví dụ mà trời nóng một cái thì nó sẽ lại xẹp xuống như cũ, chứ nó sẽ không được như bây giờ đâu. Nên là để mà mình đánh giá cho cái sản phẩm này ấy, với 7.500 đồng, thì nếu mọi người tìm một cái giải pháp mà không cần nhiệt và nó có thể làm cho tóc mọi người phồng hơn một chút xíu trong một thời gian ngắn, thì ok, 7.500 đồng rất phù hợp. Còn đối với mình thì cái này không có tác dụng lắm. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ review về một sản phẩm skincare, và sản phẩm này thì đã gây ra rất nhiều tranh cãi ở trên mạng, đặc biệt là ở xung quanh cái dòng quảng cáo của nhãn hàng, đó là da sáng tự nhiên sau 3 ngày. Chỉ vì cái dòng đấy thôi mà mình đã nhận được rất là nhiều những cái tin nhắn của mọi người, kiểu mọi người không biết là có nên dùng sản phẩm này hay không, hay là nó có đúng như là quảng cáo hay không. Chăm nghe không bằng một thấy thì mình đã dùng sản phẩm này được gần một tháng nay rồi, và đến ngày hôm nay thì mình sẽ review cho mọi người về cái ý kiến của mình về sản phẩm serum này của Garnier. Cái này là Garnier Light Complete Speed Vitamin C Booster Serum. Thì Garnier là một hãng mà hồi mà mình ở bên Mỹ mình đã thấy là bán rất nhiều, kể cả đồ skincare hay là những cái đồ hình như về cả dưỡng tóc các thứ ở trong những cái drugstore như là Walmart hay là Walgreens ở bên Mỹ. Nhưng mà mình cũng chưa bao giờ dùng thử. Và Garnier thì mình biết là mới ra mắt ở Việt Nam thôi, và lại còn đúng đợt dịch. Thế nên là đến lúc mà mình lên Shopee ấy, và mình nhìn thấy cái sản phẩm này đang được bán với giá là 220.000 cho một chai 30ml. Và mọi người biết đã bán được bao nhiêu không? 15.700.000 chai. Oh my god, mình kiểu sốc luôn. Mình không hiểu tại sao mà trong một thời gian ngắn mà lại có nhiều người mua như vậy. Thì cái ấn tượng đầu tiên ấy, khi mà mình nhận được cái sản phẩm này, đấy là tại sao nó lại có màu trắng đục. Thì bình thường vitamin C khi mọi người dùng ấy thì nó sẽ có một cái màu vàng nhạt, hay là kiểu nó sẽ hơi kiểu vàng vàng một chút đúng không? Nhưng mà đến khi mà mình mở cái chai này ra ấy thì nó lại có một cái màu trắng đục như thế này. Đó, thì đến lúc đấy thì mình mới tìm thông tin sản phẩm,
thì hóa ra là cái thành phần chính của cái sản phẩm này nó là dẫn xuất vitamin C gọi là 3-O-ether ascorbic acid. Và cái này thì nếu các bạn chưa biết thì nó là một cái dẫn xuất mà nó có độ ổn định rất là cao và nó cũng có hiệu quả nữa. Tức là 1% của cái EAA, có nghĩa là ether ascorbic acid này, thì nó sẽ bằng là 10-15% của ascorbic acid trong những cái sản phẩm khác. Thế nên là khi mọi người dùng thì mọi người sẽ thấy là nó có hiệu quả. Và đặc biệt ở chỗ là cái dẫn xuất này nó ổn định và nó có thể hòa tan ở trong dầu và trong nước, nên là khi mọi người dùng thì nó sẽ có cái độ lành tính cao hơn và mọi người sẽ nhận thấy là nó sẽ không bị oxy hóa nhanh. Mọi người sẽ không cần phải cho vào trong tủ lạnh hay là sợ là nó sẽ bị oxy hóa trong quá trình mọi người sử dụng nữa. Đó, thì đây, sáng nay là mình chưa có skincare gì hết nên mình sẽ dùng luôn nha. Chỉ có một điều ấy, đấy là cái mùi của sản phẩm này là ngay từ đầu tiên là mình đã không được thích lắm rồi. Bởi vì mình thì mình thích là những cái nào mà nó không có mùi, nhưng mà cái này thì nó sẽ có. Tức những bạn nào mà thích kiểu mùi thơm ấy thì mọi người sẽ thích, còn cái này thì nó sẽ có cái mùi thơm nhẹ. Nhưng mà được cái là khi mọi người apply lên trên da ấy thì một lúc là cái mùi này sẽ biến mất, nên là nó cũng không bị quá là khó chịu. Còn nói về dùng thì khi mà dùng thực sự là mình cũng hơi rén, bởi vì trong thời gian này là buổi tối mình có dùng thêm cả retinol, nhưng mà đến buổi sáng thì mình sẽ dùng em này. Có rất nhiều loại vitamin C khi mà mình dùng ở trên da ấy thì nó sẽ hơi kích ứng nhẹ, hoặc nó sẽ châm chích, hoặc nó sẽ làm cho da mình bị đỏ lên, nên là mình không biết là có nên dùng cả hai cái mới cùng một lúc không. Nhưng mà rất may là kể từ những cái ngày đầu tiên và cho đến bây giờ thì mình hoàn toàn không có vấn đề gì với cả cái sản phẩm này cả. Đặc biệt là đây nhá, mọi người nhìn thấy đây là một cái thâm mụn mình mới có này, khoảng hơn một tuần gần đây. Cái dưới này cũng thế. Nhưng mà mình dùng cái này ấy, mình thấy là từ khoảng tuần thứ 2 thì da mình đã bắt đầu cảm thấy là nó có sáng lên. Và nó có cả tác dụng dưỡng ẩm nữa nhá, bởi vì ở trong này có cả thành phần là glycerin. Ngoài ra có một thành phần nữa đó là tinh chất yuzu. Thì lúc đầu mình cũng không biết yuzu là cái gì thì mình search ra, nó là một cái loại chanh của Nhật Bản. À, khi mọi người dùng ấy, mình dùng là mình dùng hai serum cùng một lúc nhá, là cả cái serum này và cả một cái serum chống lão hóa nữa. Thì mặc dù là cái texture của nó ấy nó không phải là quá lỏng đâu, nhưng mà nó sẽ thấm vào da rất là nhanh. Ngoài ra thì ở trong này còn có cả thành phần là salicylic acid này, để làm sạch cái lỗ chân lông của mình này, và thêm một cái nữa đó là niacinamide để làm sáng da. Thì những cái thành phần đấy thì mình thấy là ở trong những cái sản phẩm skincare trong cái thời đại này thì hầu như là cái nào cũng có. Nhưng mà cái đặc biệt nhất của cái này đó chính là cái dẫn xuất vitamin C. Và giá của sản phẩm này thì như mình vừa nói mọi người là 220.000 cho một cái chai 30ml, nên là sẽ rất ổn cho những bạn nào mà kiểu học sinh, sinh viên này, mà mọi người muốn làm mờ thâm này, làm sáng da này, và tìm những cái sản phẩm nào mà nó không gây cho mọi người cái bị kích ứng da, đặc biệt là những bạn nào mới sử dụng vitamin C lần đầu tiên nhá. Và những bạn nào mà đang nghĩ ấy, là vitamin C sẽ gây cho mọi người cái gọi là gì ta, bắt nắng khi mọi người sử dụng nhá, thì nếu mọi người không sử dụng kem chống nắng thì bất kỳ sản phẩm nào cũng sẽ bắt nắng hết. Và vitamin C chính là một cái mà sẽ làm cho cái kem chống nắng của mình nó phát huy tác dụng tốt hơn. Đó, thì đấy là review của mình sau gần một tháng sử dụng em này. Nếu mọi người research ra thì mọi người sẽ thấy là em này là best seller ở bên Thái, ở bên Philippines với cả bên Indo, là những cái nước mà có cái khí hậu rất là giống ở Việt Nam mình, nên là mình nghĩ là nó sẽ rất là ok nếu mọi người thử cái sản phẩm này, đặc biệt là trong cái thời gian giãn cách, để xem là nó có hiệu quả với da mọi người hay không nhá. Chào mừng mọi người đã đến với phòng tắm của mình. Bây giờ thì mình đang gội đầu, và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ test một sản phẩm, đó chính là cái bàn chải gội đầu này. Một bạn subscriber đã bảo mình là gội đầu bằng cái này phê lắm, nên là mình đã mua thử để xem là gội đầu nó có khác gì gội bằng tay bình thường không. Cái này thì cũng không đắt lắm nha, cái này là của Muji. Bây giờ thì mình đã có xà phòng ở trên tóc rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử gội bằng cái này. Đầu mình đang rất là ngứa luôn đấy. Cũng hay. Kiểu nếu mà mọi người gãi cái này đúng vào cái chỗ mọi người đang ngứa ấy. Ở trên cái description của sản phẩm thì còn ghi là cái này có tác dụng là kích thích mọc tóc. Về cái tác dụng này thì mình cũng không chắc lắm. Tất nhiên là khi mà dùng những cái đầu massage như thế này thì nó sẽ lưu thông máu ở trên đầu tốt hơn. Nhưng mà còn về kích thích mọc tóc thì cũng chưa thể kiểm chứng được.
Uầy, cũng được mọi người ạ. Nhưng mà mình ước gì là cái tay nắm của cái này nó, ý là mình có thể lồng cái tay vào được ấy, hoặc là nó vừa tay mình hơn, tại vì nó hơi nhỏ, cầm một lúc thì nó hơi mỏi ấy. Cũng được đấy mọi người ạ. Cái đầu này nó không làm cho tóc mình bị đau, nó không làm cho cái da đầu mình bị đau như là nhiều khi mà ra ngoài hàng ấy, các bạn nhân viên mà móng tay sắc quá hoặc là các bạn ấy gãi mạnh quá thì mình cũng có đau đúng không? Nhưng mà cái này thì nó cũng mềm mại. Mình nghĩ là nó không có tác dụng kinh khủng lắm cho tóc với cả chân tóc đâu. Kiểu gọi là một dụng cụ hỗ trợ để gội đầu thôi ấy. Nhưng mà với giá tiền đấy thì cũng ok, 7 đến 8 điểm đều được. Mọi người có thể mua thử nhá. Alright, ngày hôm nay chúng mình có sản phẩm gì đây? Chúng mình sẽ có 30 phút để thử sản phẩm này. Ta-da-n! Mọi người nhìn đã đoán ra cái gì chưa? Có hình hai cái chân rất là to. Đây là một sản phẩm mà mình mua rất random của Apeel. Đây, cái này là một nhãn của Hàn Quốc. Và mình đã dùng rất là nhiều thứ của hãng này rồi. Từ son này, cho đến kem má này, cho đến phấn má này. Nói chung hãng này có rất là nhiều thứ, kiểu packaging rất là cute. Và một hôm thì mình đã nhìn thấy là có cái sản phẩm này. Trời ơi, nhìn hai cái chân này buồn cười quá. Cái này là Soft Foot 30 Minute Peeling Soft. Thì mình đoán trong này sẽ có một đôi tất, và mình sẽ đi cái đôi tất này vào và nó sẽ giúp cho chân mình được mềm mại hơn. Nếu mà mọi người để ý ấy, thì vào mùa đông khi mà bọn mình đi tất và đi giày thì chân sẽ mịn màng và sẽ mềm hơn. Nhưng mà đến mùa hè ấy, khi mà đi dép xỏ ngón này hay là đi dép bình thường mà lẹt quẹt ấy, thì chân mình sẽ dễ chai hơn và nó sẽ khô hơn bình thường. Nên là hy vọng là cái này nó sẽ giúp cho chân mình được mềm mại hơn chỉ trong 30 phút. Và trong 30 phút đấy thì mình sẽ đi làm tóc và sẽ quay trở lại với một diện mạo khác. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái này ra xem nhá. Cắt cái chân này ra xem thế nào. Trời ơi, nhìn cái chân này buồn cười quá. Trong cái hướng dẫn này ấy, thì người ta chỉ nói là làm sạch chân, sau đó dùng mặt nạ chân trong thời gian 30 phút. Đấy là hướng dẫn bằng tiếng Việt, còn tất cả là đều bằng tiếng Hàn nên mình cũng không đọc được. Oh my god. Cái mùi của nó như mùi cồn ấy. Mùi kinh quá. Mình cứ nghĩ là ở trong này nó phải ướt lắm, nhưng mà trong này nó rất là khô luôn, không có một cái gì hết. Cái gì đây? Mình sẽ phải cắt đôi cái này ra. Đây, cái này là ở hai bên chân này. To dã man vậy. Đây, sau khi mà mình mở ra thì nó có một cái nó có một cái hỗn hợp nước nước ở trong. Nhưng mà thực sự là mùi nó rất kinh luôn. Ôi, cái cảm giác ở trong chân nó kiểu ướt ướt ấy. Nếu mà mọi người dùng cái này thì mọi người nên dùng cái lúc mà ví dụ buổi tối nằm xem tivi ấy. Chứ bây giờ là mình nghĩ là mình sẽ không đi đâu được với cái bàn chân này. Bây giờ mình phải đi lấy đồ nên là mình sẽ thử đi lại với chiếc mặt nạ này. Many, many minutes later. Dùng cái mặt nạ chân này xong không thấy có tác dụng gì. Mình thấy mọi người là chân mình vẫn thế. Cả ở mặt này, cả ở mặt này, chân mình không có một cái sự thay đổi gì luôn. Nó cũng không mềm hơn một tí nào, mà nó cũng không tẩy ra chết hay cái gì cả. Mình cũng không thấy chân mình trắng lên hay cái gì hết luôn. Nên mình không thể nào có một cái sự thay đổi gì luôn. Sau 30 phút mình làm đúng như hướng dẫn, chân mình vẫn như vậy. Chắc là sạch hơn tí bởi vì mình vừa đi rửa chân. Còn những cái chỗ chai hay là ở phần gót chân này, mọi người hay thấy là nó kiểu hơi bị khô, hơi bị sần ấy, thì nó không hề có một cái tác dụng gì hết. Yeah, nên là không có tác dụng gì cả. Ừ.
Ngày hôm nay chúng ta có mặt trong nhà tắm để thử sản phẩm này. Ta-da-da. Mình đã mua em găng tay này ở trên Shopee với giá là 3.900 đồng cho một chiếc. Cái này là mình đã xem ở trên Instagram của Lê Hà Trúc và bạn ấy có nói rất nhiều về cái sản phẩm găng tay này. Thì đây gọi là găng tay tắm tẩy da chết. Bình thường khi mọi người tẩy da chết thì mọi người sẽ dùng những cái như kiểu là scrub hay là scrub cà phê, mấy cái mọi người sẽ phải cho tay vào xong rồi mình massage lên trên da ấy. Nhưng mà mình thấy bảo là cái này thì mình sẽ không cần phải dùng sản phẩm nữa, mình chỉ dùng cái này với cả sữa tắm. Đặc biệt là nếu mà các bạn nam mà mọi người không muốn mua những cái scrub ấy thì dùng cái này sẽ rất là ổn. Đấy, xong rồi mình sẽ dùng cái này để mình massage lên trên da. Tất nhiên là mình không thể nào tắm cho mọi người xem được nên là chúng ta sẽ thử ở bồn rửa mặt. Thế nên là mình đang mặc cái sport bra này để mình có thể tẩy da chết ở những cái phần ví dụ như là khuỷu tay này hay là ở những cái phần cổ này để cho mọi người có thể thấy ha. Cảm nhận thì tất nhiên là mình sẽ cảm nhận được thôi, còn mọi người thì sẽ nghe mình review nhá. Cái này ấy, lúc đầu mình nghĩ là nó cũng chỉ là một sản phẩm gọi là rẻ tiền thôi. Nhưng mà ở trên cái phần description bây giờ mình mới đọc thì đây nó người ta nói là có thể có rất nhiều những sản phẩm với giá khác nhau. Và cái mà mình mua thì sản phẩm hàng tiêu chuẩn xuất châu Âu nên là giá sẽ ok hơn. Tại vì lúc đầu mình mua mình nghĩ là 4.000, 3.900 nhưng một cái đây thì mình cũng không có hy vọng nhiều ấy. Nó chỉ đơn giản là một cái găng tay và cái chất của nó ấy. Mọi người nghe nhá. Đấy, cái chất của nó thì nó là kiểu vải hơi thô thô, nó hơi cứng một tí. Đấy, nên chắc vì thế nên nó sẽ tẩy được ra chết. Ok, thì bây giờ sẽ không nói dài dòng nữa, chúng ta sẽ thử nha. Ôi, nó cứng thật chứ. Mọi người biết cái này nó làm mình liên tưởng đến cái gì không? Giống kiểu hồi xưa ông nội mình ấy hay có một cái viên đá ấy, để ông dùng để massage lên trên người ấy. Thì cái này nó cũng kiểu như vậy, nó cũng kiểu thô thô như thế. Đây, mình sẽ dùng cái này để mình tạo bọt với các cái sữa tắm nhé. Chất vải này nhá, lúc đầu thì nó sẽ rất là thô cứng nhưng mà đến lúc mà mình cho nước vào ấy thì nó lại mềm hơn. Hay phết. Cánh tay này của mình hồi xưa mình bị rất nhiều những cái nốt chấm đỏ đỏ ấy. Mình không biết cái đấy gọi là cái gì ta. Bị kiểu viêm lỗ chân lông ấy. Mình bị chỗ này này rất nhiều luôn. Nhưng mà mấy năm gần đây thì cũng đỡ rồi. Một phần cũng là do mình tẩy da chết này. Với cả mình dùng BHA xong rồi dưỡng ẩm các thứ thường xuyên ấy. Nên là cái vùng này nó đỡ hơn nhiều. Nếu mà mọi người muốn mình làm riêng một video chỉ về cái vấn đề là viêm lỗ chân lông ấy thì có thể comment cho mình biết ở dưới nhá. Giờ thì mình sẽ xả lại với nước, sau đó thì mình sẽ nêu cho mọi người cảm nhận của mình về chiếc găng tay này nhá. Cái cảm giác mà khi mà mình xả nước ấy thì da rất là mịn luôn. Mềm cực. Nếu mà bạn nào không thích dùng mấy cái scrub kia ấy, dùng cái này ổn ấy, đặc biệt là ở cái phần này này. Mình thấy là nó rất là mềm. Và mọi người cũng không bị mất quá nhiều thời gian ấy. Chỉ cần dùng cái găng này mà nếu mà tiện hơn nữa mọi người có thể mua hai cái đeo ở hai bên. Xong rồi mình cứ kiểu kỳ cọ cả người luôn ấy. Wow. Ok đấy, mình vote 5 sao cho sản phẩm này. Giá rất là rẻ mà nó tạo cảm giác rất là mềm và mướt ở trên da. Mình sẽ link ở dưới nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành thời gian xem video này. Và đừng quên ấn nút subscribe để có thể xem được những video tiếp theo nha. Bye bye.